Quên, hello chào bạn, ok. Hôm nay tôi sẽ review về con robot này. Ok, bây giờ tôi sẽ bắn thử súng cho bạn xem nào. Nãy giờ quên không chào bạn. Ok, bây giờ chào nhé. Rồi bây giờ test luôn cái súng của thằng này. Đi bộ. Ok. Đấy, thì nó bắn được chưa? Ok, nói chung là thế. Rồi, ok, đây là kiếm nhá. Ok. Đấy. Ây da, bị rớt mất rồi. Đấy, cái kiếm nhìn nó như thế này. Đấy. Đấy, cho bạn xem kiếm của nó này. Con này có thể cử động được tay luôn này. Tay kiếm này. Cái cử động được chân, xoay được. Nó thể xoay được. Cử động được cả súng, tay bên này nữa. Đây là phần đầu các bạn thấy. Còn phần 2 ở đằng sau là phần cánh. Đó, cho xem lại một lần nữa. Đấy, cho bạn xem một sau nữa. Rồi. Đấy, đây là toàn bộ con robot mà mình chế bừa hôm qua. Thì nếu như mà video này hay, các bạn hãy để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, bye bye.